có biết ô nhiễm kỹ thuật số thải ra lượng khí nhà kính nhiều ngang với ngành hàng không dân dụng. Một email spam thải ra 0,3 g CO2, một email phổ thông thải ra 4 g CO2, một email có tệp đính kèm thải ra 50 g CO2, không lưu trữ email rác. Ngưng nhận newsletter không cần thiết sẽ giúp cắt giảm lượng điện cho việc tạo và lưu trữ tài nguyên kỹ thuật số. Tắt máy xe giúp giảm thải khí CO2. Bên cạnh đó, tăng tần suất đi bộ, đi xe đạp hoặc phương tiện giao thông công cộng khi bạn có thể. Mỗi năm, ngành công nghiệp chăn nuôi đóng góp 145% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Ô nhiễm đến từ ngành công nghiệp chăn nuôi không chỉ gồm chất thải đổ trực tiếp vào sông ngòi, mà còn gồm những khí thải như metan, CH4, gây ra hiệu ứng nhà kính. Một chế độ ăn chay có thể cắt giảm 70% lượng khí thải tương ứng. Không cần phải ăn chay trường, chỉ cần thỉnh thoảng bạn rủ bạn bè ăn một bữa. Gửi trả bao cho người bán không xin thêm bao khi đi chợ, đem ba lô trên túi xách vải khi đi mua sắm. Đem túi dứa để đựng rau củ, hộp inox trên thủy tinh đựng thực phẩm ướt khi đi chợ. Ưu tiên ủng hộ các hàng quán sử dụng túi giấy, túi tái chế. Nếu đã lỡ sử dụng, hãy tái sử dụng càng nhiều lần càng tốt. Sử dụng vật liệu thiên nhiên trong phòng tắm, dùng sữa mướp tự nhiên thay bông tắm, thay bàn chải nhựa bằng bàn chải tre, ưu tiên bánh xà bông hơn sữa tắm đựng trong chai nhựa. Ecosia là hệ thống tìm kiếm tương tự như Google, hoạt động 100% bằng năng lượng tái sinh và sử dụng 80% lợi nhuận để trồng cây. Nhờ lượng người dùng ngày càng đông đảo, trong 2018, hơn 31 triệu cây đã được gieo trồng, 1,4 triệu tấn CO2 đã được loại bỏ khỏi bầu khí quyển. Không chỉ vậy, tại những vùng đất khô cằn ở châu Phi và châu Mỹ Latin, hàng loạt giếng khô đã lại đầy nước, sa mạc được phủ xanh, hàng trăm loài động vật có mái nhà mới. Hệ thống nông nghiệp và cuộc sống của người dân địa phương được cải thiện. Theo số liệu thống kê, cứ trung bình với 45 lệnh tìm kiếm, ta đã trồng được một cái cây. Ngồi tại văn phòng, ta vẫn có thể gián tiếp trồng cây, cải tạo môi trường, đem lại nước sạch, đem lại nông sản, đem lại cuộc sống mới cho động vật hoang dã và niềm hy vọng cho những con người ở tận bên kia đại dương. Còn điều gì đẹp đẽ và dễ dàng hơn thế? Hàng loạt xác động vật biển, bao gồm cả chim, hải cẩu, được tìm thấy với dạ dày chứa toàn nhựa. Hạt vi nhựa xuất hiện trong hải sản, trong nước, trong không khí. Muối ở châu Á cũng đã nhiễm vi nhựa nặng. Thực trạng này chỉ có thể được thay đổi nếu mỗi người học cách hạn chế đồ nhựa. Mua một bộ chén, muỗng, đũa, ly đựng nước và ống hút không làm từ nhựa để tại văn phòng. Bằng cách này ta có thể từ chối lấy muỗng và ống hút nhựa khi đặt cà phê hay trà sữa, hoặc không cần sử dụng ly, chén, dĩa nhựa cho những bữa tiệc tại công ty. Mua hộp đựng thức ăn bằng kim loại hoặc thủy tinh, đưa chúng cho nhà hàng khi mua mang về. Nếu có thể, dùng bữa tại nhà hàng và nói không với ống hút cộng khăn ướt. Ưu tiên những quán cà phê, nhà hàng nói không với đồ nhựa. Một viên pin khi vứt đi có thể làm ô nhiễm 500L nước hoặc 1m3 đất TRONG vòng 50 năm. Pin và đồ điện tử có chứa kim loại nặng cực kỳ độc hại cho môi trường và sức khỏe con người, chì, thủy ngân, kẽm. Vậy xử lý pin trên đồ điện tử đã qua sử dụng như thế nào? Tất gọn vào hộp thủy tinh hoặc gỗ để xa tầm tay trẻ em. Khi số lượng đã kha khá, ship rác điện tử đến các địa điểm xử lý theo quy trình chuyên nghiệp. Luôn dùng hai mặt giấy khi có thể. Bán ve chai để giấy được tái chế. Trung bình với 1 tấn giấy được tái chế, chúng ta tiết kiệm được 17 cây xanh, 0,26 mét khối nước, 318L dầu và 4.000 kW điện. Toàn bộ năng lượng này đủ cho một gia đình sinh hoạt trong 5 tháng. Không như nhựa PET, chai nước suối, ly trà sữa, chỉ tái chế được tối đa 10 lần nếu phân loại hoàn hảo. Thủy tinh là loại chất liệu có thể tái chế hoàn toàn vô số lần. Tuy nhiên, nếu không được tái chế mà xử lý chôn lấp thì thủy tinh sẽ không bao giờ phân hủy được. Hãy ưu tiên dùng thủy tinh cho các vật dụng trong nhà và đừng quên bán ve chai khi không còn sử dụng nữa. Cập nhật những tác hại đến sức khỏe và môi trường của rác thải, nhựa, điện tử cho người thân, chia sẻ cho họ những điều đơn giản mà ai cũng có thể làm nhé.